Chiều ngày 7 tháng 2, đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị giao ban quý 1 năm 2023 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 7 phường xã. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 7 phường xã năm 2023 đến năm 2025. Tại hội nghị giao ban quý 1 năm 2023 lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp cùng nhau thảo luận đánh giá đầy đủ khách quan, trung thực về những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp trong quý 1, nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn dướng mắt cần giải quyết, đồng thời trao đổi thẳng thắn đề xuất cách làm hay hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Trên tinh thần đổi mới, linh hoạt và hiệu quả, phát huy tích cực vai trò đại biểu nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đúng quy định pháp luật, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân hai cấp đã đề ra trong năm 2023 và trong những năm tiếp theo.